Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 349 của bộ truyện Tiên hiệp giải tập Nhân đạo chí tôn, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ đã trôi qua được mấy ngày, chưa đến lần lượt cũng chạy tới, đồng thời cũng mang tới trăm vị vạn tạo vật chủ và đế quân. Trung Nhạc lập tức hạ lệnh để cho rất nhiều tạo vật chủ và đế quân du lịch từng cái từng cái vũ trụ, bọt khí, sưu tầm nơi hạ lạc của hai mảnh linh thai kia. Trung Nhạc và đại tư mệnh phân đài mà chỉ, phân chia luân hồi đạo giới ra làm đôi, bởi vậy lệnh cho đám tạo vật chủ và đế quân chỉ tìm kiếm một nửa của chính mình hắn nghiêm cấm bước vào một nửa cương vực bên kia còn lại nhưng đám thần vương di trướng đại tư mệnh lại rất nhiều lần có người đi nhầm vào lãnh địa của trung nhạc một lần hai lần ngược lại cũng thôi về sau càng lúc càng nhiều lần đã phát sinh xung đột với chư thần đã thương đến tàn phế rất nhiều tạo vật chủ và đế quân trung nhạc sai người đưa thư cho đại tư mệnh lúc này mới thoáng thu lễm lại một chút lại qua một đoạn thời gian bọn họ lại chứng là tật nấy tiếp tục có người xâm nhập vào lãnh địa luân hồi của trung nhạc trung nhạc để cho phong ngữ trung đi tới phong ngữ trung trực tiếp giết chết Thái Tố Nguyên Quân và Thanh Tiêu Nguyên Quân gây chuyện Cầm theo cái đầu của hai tôn nữ thần vương tới gặp Đại Tư Mệnh Dâng đầu trước điện sau đó quay người trở về Đại Tư Mệnh cũng không chút ngăn cản cũng không nói lời nào Sau đó đã không còn tôn thần vương nào đi lạc vào lãnh địa của Trung Nhạc nữa Chưa qua mấy năm đẳng đẵng, Có một vị đế quân cầu kiến Trung Nhạc nói Vậy hả mấy năm nay chúng thần tìm kiếm khắp nơi Tìm kiếm bốn phía Tức rằng đám vũ trụ bọt khí này thuật nhìn là không lớn nhưng không ra bên trong thật sự là rộng lớn hạo hãn tình tú thì vô lượng không thể tính toán được nghĩ muốn tìm kiếm hai cỗ linh thay chỉ sợ là không dễ tiếp tục tìm kiếm trung nhạc truyền lệnh xuống nói đám tạo vật chủ và đế quân chỉ đành tiếp tục siêu tầm khởi bẩm đại tư ánh đã tìm được nửa cỗ linh thay không biết còn sống hay đã chết bỗng nhiên một ngày này khởi nguyên thần vương vội vàng đi tới ngư khí vui vẻ nói sắc mặt của đại tư mệnh khẽ động khuôn mặt giãn ra mỉm cười lên tiếng ừ, cho dù đã chết rơi vào trong tay của ta cũng sẽ khiến cho hắn sống lại mau nâng linh thai vào trong điện đám người khởi nguyên thần vương lập tức nâng linh thai vào trong điện cỗ linh thai này bị trung nhạc một đao chém thành hai mảnh đám người khởi nguyên thần vương chính là tìm được một mảnh ở trong đấy nửa cỗ linh thai này tản mát ra từng cỗ từng cỗ khí tức thần thánh đại phóng hào quang thể hiện rõ ràng trời sinh bất phàm cho dù là bị trung nhạc chém thành hai mảnh Thì linh thai vẫn như cũ Khiến cho người ta khó có thể tiếp cận Đại đạo luân hồi vẫn như cũ Đang bảo vệ linh thai Loại đại đạo này giống như thân thể long xà Từ trong linh thai tiến vào chui ra Đại tư mệnh nhìn thấy một màn này Trong lòng nghiêm nghị lên tiếng nói Đạo của đế nhạc quả thật là lợi hại ngay cả đại đạo lân hồi bên trong linh thai cũng bị chém đứt đôi rồi sau này nếu các ngươi tao ngộ hắn nhất định là phải cẩn thận mà không tận lực không được tranh chấp với hắn ta nếu hắn rất thú, các người chắc chắn sẽ chết kìa. Hắn từ trong vết đau mà trung nhạc lưu lại trên linh thai nhìn ra rất nhiều thứ mà người khác không nhìn ra được. Một đau kia của trung nhạc, vậy mà cũng chặt đứt cả đại đạo luân hồi. Đại đạo luân hồi sản sinh ra linh thai, dưỡng dục luân hồi thánh vương. Chặt đứt đại đạo luân hồi cũng chính là chặt đứt luân hồi thánh vương. Loại đao pháp này đã không phải là đạo pháp mà là đạo, đạo trí cương trí mãnh, không gì không phá nổi dùng đạo tâm vô địch giáng ngự đạo đạo tâm của hắn đã đạt tới độ cao ngay cả đại tư mệnh cũng không sánh bằng một đạo trong tay nội tâm vô cùng kiên định trong nhận thức chính là bất luận bảo vật gì bất luận thần ma gì trong thiên hạ cũng không đỡ nổi đạo của chính mình Đạo của chính mình loại lòng tin này đã trở thành một loại cố chấp một loại ngoan cố bất cứ thứ gì cũng không thể phá hủy đại tư mệnh không có lòng tin bậc này phong hữu trung cũng không có đạo tâm của phong hữu trung là lòng cầu đạo mà đạo tâm của Trung Nhạc chính là tín niệm vô địch. Mặc kệ ngươi là tồn tại cao cao tại thượng gì, hết thảy để một đao đoạn tuyệt. Về phần đại đạo kiến giải ẩn tàng trong một đao này, trong cảm nhận của đại tư mệnh hoàn toàn không thể siêu việt hơn chính mình được. Nhưng lòng tin kia thật sự là quá kinh khủng, đổi lại là bất kỳ người nào khác, cho dù là có được tu vi đồng dạng, đại đạo kiến giải đồng dạng với Trung Nhạc, nhưng dù tu vi có siêu việt hơn hắn, cũng không thể triển ra được đao pháp kinh khủng đến như vậy đạo tâm không thắng được đạo tâm vô địch của hắn sẽ không siêu việt hơn uy năng thần đao của hắn được đại tư mệnh cỗ linh thai này rút cuộc đã chết thay còn sống vậy khởi nguyên thần vương hỏi đại tư mệnh tinh tế kiểm tra linh thai đột nhiên thoáng ngẩn người mỉm cười nói trời sinh thông tuế tiểu hữu người muốn ta che chở ngươi muốn ta bảo vệ ngươi hay sao cỗ linh thai kia không ngừng lóe lên quang mang một lúc sau đại tư mệnh nói tiểu đạo hữu Ý tưởng của ngươi tuy tốt Nhưng lẽ nào ngươi không sợ ta cũng giống như đế nhạc vậy Sẽ giết chết người hay sao Ngoài mặt Cố linh thai kia tiếp tục lóe lên quang mang Lại thêm một hồi Đại tư mệnh mỉm cười nói Đặt cược hai cửa ư Tiểu đảo hữu thật là giàu hát Đám người khởi nguyên thần vương không hiểu chuyện gì Không biết sao đại tư mệnh lại có thể nói chuyện với Cố linh thai này Đại tư mệnh ngẩng đầu nhìn lên mỉm cười nói Vẫn sống Đại đạo luân hồi quả như là thần kỳ Cổ linh thai này nhìn như đã chết Thế nhưng thật ra là đang tự mình luân hồi Đám thần vương có chút không hiểu Đại tư mệnh giải thích Đại đạo luân hồi Chính là đại đạo đại nhất thống Bao quát tất cả các đại đạo của lục giới Trong đó bao gồm một đám đại đạo cực kỳ quan trọng Như là sinh mệnh, tạo hóa, vãng sinh Một đạo này của đế nhạc Quả thật kinh tài tuyệt diễm Đã chặt đứt đại đạo luân hồi Nhưng vẫn chưa đủ để giết chết linh thai Bản thân linh thai tự thành luân hồi có thể khiến cho chính mình luân hồi tái sinh không cần ta dùng đại đạo sinh mệnh để mà cứu trí các người nâng cỗ linh thai này lên trên thạch đài để cho nó tiếp tục tiếp dẫn đại đạo trong thánh địa nó sẽ có thể càng sớm tái sinh hơn lập tức cô mấy tôn thần vương tiến lên nâng linh thai đi khởi nguyên thần vương nói vậy nơi hạ lạp của một nửa linh thai còn lại vẫn không rõ không cần tìm đại tư mệnh mỉm cười nói ta đã biết nơi hạ lạc của một nửa linh thai còn lại vừa rồi ta đã kiểm tra linh thai phát hiện tôn lân hồi thánh vương này quả thật không tầm thường đã sinh ra được ý thức đã chủ động trao đổi với ta nhờ ta bảo vệ hắn trong cỗ linh thai này ẩn chứa rất nhiều bí ẩn bí cảnh tầng tầng tự thành hệ thống lân hồi ý thức của hắn chính là ẩn giấu ở trong đấy một đao kia của đế nhạc tổn thương hắn cơ hồ gạt bỏ ý thức của hắn đi trong lúc nguy cấp hắn sử dụng lân hồi vô lượng tránh né đao quang của đế nhạc trong linh thai trong khoảnh khắc hắn đã luân hồi suốt một vạn thế Nhưng vẫn không thể tránh được một đau kia của đế nhạc được Ý thức của hắn trải qua ức vạn lần chuyển thế Cuối cùng cũng dùng ảo diệu của đại đạo luân hồi Bỏ rơi được đau quang của đế nhạc Bình an trốn thoát một kiếp nán Đế nhạc quả thật không tầm thường Hắn không khỏi tán thán Trung nhạc nghĩ muốn giết một người Đau của hắn thậm chí có thể cắt vào trong luân hồi Cho dù người trải qua vô số luân hồi Che giấu hết thảy khí tức và tung tích nhưng đạo đao quang kia vẫn là kiên nhẫn truy sát tới Giết chết một đời dù lại một đời của ngươi Đuổi theo không bỏ Loại đao pháp này thật sự là khủng bố Đám người khởi nguyên thần vương, nguyên nha thần vương và phượng thiên nguyên quân Không khỏi dùng mình một cái Lời nói của đại tư mệnh khiến cho bọn họ không khỏi liên tưởng tới một màn Bên trong vô số cái bí cảnh của linh thai Ý thức của lân hồi thánh vương đang điên cuồng chuyển thế từ một trong cái bí cảnh chuyển thế tới một cái bí cảnh khác nhưng mỗi khi hắn vừa chuyển thế lên lập tức có một đạo đao quang kinh thế từ trên trời giáng xuống mà chém chết hắn. Ước ừ vạn lần chuyển thế, thủy chung vẫn không thể thoát khỏi đao quang kia, đổi lại là người khác chỉ sợ sớm đã sụp đổ, chấp nhận kết quả, nhưng lân Hồi Thánh Vương vậy mà vẫn kiên trì, cũng tính là không tầm thường. Chiến bại đao quang của Đế Nhạc là đại đạo lân Hồi. Đại Tư Mệnh nói, lĩnh ngộ của Đế Nhạc ở trên đại đạo lân Hồi không bằng lân Hồi Thánh Vương, cho nên trải qua ức vạn lần chuyển thế, vẫn là đã mất đi tung tích của ý thức của lân hồi thánh vương không thể triệt để đánh chết hắn ta được nhưng trong lòng hắn đối với đế nhạc vẫn còn sợ hãi lo lắng sẽ bị đế nhạc tìm được linh thai vẫn luôn không ngừng du lịch trong đám bọt khí lớn lớn nhỏ nhỏ trong thánh địa lân hồi tránh né sự tìm kiếm của mọi người sau đó tìm cơ hội tìm tới các ngươi để cho các ngươi mang hắn tới gặp ta kinh lịch này đúng là có thể xưng là truyền kỳ rồi Diễn hành thần vương nhịn không được Tán thán một câu Đại tư mệnh mỉm cười nói Hắn đặt cược hai cửa Lo lắng ta cũng sẽ hạ sát thủ với hắn Cho nên một nửa kia của hắn đã rơi vào trong đạo giới Sắc mặt của đám thần vương đại biến Khởi nguyên thần vương đang định nói gì Nhưng đại tư mệnh đã rơi tên lên Mỉm cười nói Thôi không cần nhiều lời Đổi lại là ta sau khi trải qua trận đại biến cố này cũng sẽ cẩn thận từng chút một hắn đặt cược hai cửa một cửa đặt bên ta một cửa đặt bên khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần cũng không có gì đáng trách cả ta có thể dùng được hạng người vô pháp vô thiên như đế nhạc bậc này tự nhiên cũng có thể dùng được hắn ta hơn nữa hắn khẽ mỉm cười thản nhiên nói luân hồi thánh vương vừa mới xuất thế chính là đạo thần trở thành thần vương chí cao vô thượng trưởng khống luân hồi đại đạo luân hồi lại là đạo đại đạo nhất thống đầu tiên thành tiệu của hắn to lớn là có thể tưởng tượng nguyên nha thần vương lập tức hiểu ý vỗ tay mỉm cười nói đại tư mệnh nói không sai nếu hắn hợp hai làm một quả thật là tồn tại đáng sợ tới cực điểm mà nhưng hiện tại một phân thành hai vậy sẽ không còn đáng sợ như vậy nữa dễ dàng có thể kiểm chế hắn ta không cần phải lo lắng hắn sẽ phản bội đại tư mệnh gật đầu một cái nói um, Đơn hồi thánh vương cấp đạo thần một phân thành hai vẫn như cũ không phải tầm thường nhưng đã không phải là vô địch nữa rồi hơn nữa có hắn tồn tại Ít nhiều gì cũng có thủ đoạn có thể đối phó được với đế nhạc Đế nhạc càng lúc càng đáng sợ Lần này hắn đã tu luyện được một bộ phận Đại đạo luân hồi Lại đã trừ đi ẩn tật của chính mình Thực lực của hắn Bản thân của hắn cũng có một loại cảm giác Hãi hùng kiếp vía Tiến độ của trung nhạc thật sự là quá nhanh Trước đây còn kém đại tư mệnh 3 phần Thế nhưng hiện tại Khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ sợ Đã bị rút ngắn không ít trung nhạc đã tu thành không gian thất đạo luân hồi trạng thái giống hệt như tứ diện thần nhục thân tiếp cận đại tư mệnh đã không còn bất kỳ góc chết nào nữa nếu tu vi của hắn lại tiếp cận đại tư mệnh vậy chỉ sợ thực lực của hắn cách vô địch cũng không còn xa đáng sợ nhất chính là trung nhạc vẫn còn đang tiến bộ vẫn còn đang không ngừng tiếp cận cảnh giới đạo thần mặc dù đại tư mệnh đã nắm giữ sơ hở của trung nhạc nhưng trong lòng hắn vẫn là có chút bất an bên trong đạo giới thiên không hỗn loạn đột nhiên giống như ném một tảng đá vào trong mặt hồ vậy chợt nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng thiên không đạo giới vốn là vết thương dày đặc khắp nơi đều là vết rách hiện tại nổi lên gợn sóng cũng không khiến cho người ta chú ý nhưng sau một khắc nửa mảnh linh thai chợt từ trung tâm đám gợn sóng kia rơi xuống phát ra vật đạo hào quang dẫn động đại đạo của đạo giới khiến cho đạo giới hỗn loạn càng lúc càng kịch liệt cỗ ba động hỗn loạn này lập tức dẫn phát sự chú ý của những tồn tại trong đạo giới hai đạo thân ảnh từ xa bay tới lôi trạch đạo thần và hậu thổ đạo quân xuất hiện bên cạnh nửa mảnh linh thai kia đạo quang trong mắt lợn lờ nhìn chăm chú vào cỗ linh thai từ trên trời rơi xuống này ngoài mặt linh thai quang mang biến ảo lẳng lặng phiêu phù trước mặt hai tôn đạo thần lôi trạch đạo thần giơ tay lên vút về linh thai đạo quang trong mắt đột nhiên tiêu tán thần khí khôi phục lại thanh minh chính là tác dụng kỳ diệu của đại đạo luân hồi khiến cho ý thức của hắn tạm thời thoát khỏi sự khống chế của đại đạo đạo giới là bẫy giáp ý thức của lo trạch của thần vừa mới khôi phục thanh minh đột nhiên đám người khởi nguyên đạo thần tứ diện thần và bạch đế nhau nhau đi tới sự thanh minh trong mắt hắn biến mất lại có đạo quang lóe lên bao phủ ý thức của hắn linh thái khởi nguyên đạo thần kinh ngạc nói sao linh thái lại ở nơi này tứ diện thần cũng không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên thiên không lẩm bẩm chúng ta âm thầm lèn vào luân hồi đạo giới tìm kiếm lâu như vậy cũng chưa từng tìm được linh thái thật không ngờ nó vậy mà lại rơi vào trong đạo giới Thật là đi mòn gót giày không thấy bóng dáng Đạt được lại không chú ý phí chút công phu Đại đạo hỗn độn của ta không bị đại đạo luân hồi khắc chế Có thể luyện hóa linh thai được Khởi nguyên đạo thần dư tên lên Ngăn không cho hắn luyện hóa linh thai Mỉm cứ nói Đạo hiếu bình tĩnh chớ vội. Cô linh thai này chỉ có một nửa Nếu là hai mảnh linh thai đều rơi vào trong đạo giới Người muốn luyện hóa hắn Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản Thế nhưng hiện tại chỉ có phân nửa vậy cần phải xem xét lại rồi nếu ta đoán không sai mảnh linh thai còn lại hẳn là rơi vào trong tay đại tư mệnh rồi luân hồi thánh vương không hổ là đạo thần trời sinh rất thông minh tứ diện thần cũng tỉnh ngộ lại nói nếu ta luyện hóa nửa cỗ linh thai này vậy nửa cỗ còn lại sẽ trợ giúp đại tư mệnh đối phó chúng ta khiến cho chúng ta có thêm một đối thủ cường đại thật thông minh bàn tay của khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần rơi xuống chân linh thai nhất thời cảm thụ được ý thức bên trong linh thai có ý thức kia đang giao lưu với bọn họ khởi nguyên đạo thần mỉm cười nói đặt cược hai cửa đạo hữu thật khôn khéo đế nhạc cũng quả thật đáng sợ bất quá đạo hữu đặt cược hai cửa cứ như vậy đã muốn chúng ta xuất thủ bảo hộ ngươi để cho ngươi có thể hấp thu đại đạo lân hồi thuận lợi mà xuất thế cái giá không phải quá nhỏ một chút rồi quang mang ngoài mặt cỗ linh thai kia biến hóa bất định một lúc sau sắc mặt khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần nhất tề đại biến nước mắt nhìn nhau Nói với bạch đế đạo thần Người đặt bàn tay lên trên linh thai đi Bạch đế đạo thần Theo lời bàn đặt bàn tay lên trên linh thai Đạo quang trong mắt dần dần thối lui Đột nhiên cao giọng nói Bẫy dập đạo thần Khởi nguyên đạo thần và tứ diệt thần Vừa mừng vừa sợ Giờ bàn tay bạch đế ra khỏi linh thai Tứ diệt thần cười hăng hắc nói Đại đạo luân hồi lại có thể tránh né bẫy dập đạo thần Quả thật là biện pháp tốt mà Hai tôn đạo thần đại hỷ nâng linh thai rời đi hắn mỉm cười nói đạo hiếu hiếu dụng như vậy chúng ta tự nhiên là sẽ dốc lực tương trợ bạch đế hậu thủ nương nương cũng đều lắc mình rời đi lôi trạch đạo thần vẫn như cũ đờ đẫn đứng, đứng yên tại chỗ đột nhiên đạo quang trong mắt dần dần thu lui một đạo long văn từ trong mắt hắn bay ra dù lòng kinh hồng trong khoảnh khắc đã xuyên qua hàng rào đạo giới tiến vào luân hồi đạo giới trong luân hồi đạo giới tiểu long lôi trạch đang vần quanh trên tiên thiên quả thụ hô hấp thổ nạp hấp thu đại đạo trong luân hồi đạo giới tìm hiểu luân hồi hơi thở của hắn hình thành nên từng đạo từng đạo lôi quang đột nhiên một đạo long văn từ xa bay tới chui vào trong cơ thể của hắn tiểu long lôi trạch nhất thời ngẩn ngơ thần tình túc mục phóng người bay lên bay về phía đại điện trên thạch đài bốn phía đại điện từng vị từng vị đại đế đang vần quanh trung nhạc đám người phong hữu trung thần hậu đương nương và cản đô thần vương tư mệnh táng linh thần vương cũng ở trong đấy thần quang như diễm như đuốc như trụ chống trời chiếu sáng luân hồi đạo giới chiếu rọi từng cái từng cái không gian u ám mà luân hồi đạo giới đã tạo ra mi tâm trung nhạc ra mắt quang trụ do tam mục thiên đồng bắn ra đảo qua đại thiên thời không trong không gian thánh địa luân hồi thấm nhuần nào diệu bốn phía xung quanh cũng có đại đế của hoa tư thị nhau nhau mở ra thần nhãn thứ ba lại có đám cửu hoàng thị bọn hiếu văn thị băng xuyên thị cú cương câu trần hoàng thần thị nhau nhau mở ra thần nhãn thứ ba quan sát ảo diệu của luân hồi đạo giới thánh võ thị cũng có mặt trong đấy thời gian thánh võ thị xuất thế mặc dù không dài vẫn chưa tới sáu trăm tuổi nhưng tu vi thực lực của hắn cũng đã cực cao chỉ vì vẫn chưa tu thành đế cảnh cho nên vẫn chưa liệt vào hàng ngũ kiểu hoàng thị hiện tại chỉ có thể ngồi bên dưới các ca ca tỷ tỷ nghiêm túc mà nghe giảng phục thương vẫn là hình dáng một lão giả lưng còng đi theo bên cạnh của hắn chư đế đối mặt với thiên địa quang luân sau đầu xoay tròn Mỗi người tự mình thôi diễn ảo diệu, không ai mở miệng nói chuyện, nhưng đạo âm không ngừng nổ vang, biến những gì bọn họ đạt được thành đạo âm trình bày ra, càng vượt qua thần ngữ. Bệ hạ đã vận chuyển luân hồi thiên cầu, tới bên ngoài luân hồi đạo giới rồi. Một vị đại đế đột nhiên mở miệng, thấp giọng nói với Trung Nhạc: "Vân Tướng quân đích thân áp giải luân hồi thiên cầu, dọc đường đi phòng ba vô số." Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái, sai người đi ra nghinh đón vân quyển thư tiến vào nơi này đột nhiên tiểu long lôi trạch từ xa bay tới đáp xuống trước mặt của hắn tinh thần ba động trao đổi với hắn một phen sắc mặt của trung nhạc cãi biến thắng trầm ngâm một chút đứng dậy băng theo tiểu long lôi trạch tiến vào đại điện phong ấn không gian đại điện rồi không người nói lão tổ tông không cần đá lễ tiểu long lôi trạch nghĩ muốn nâng hắn đứng dậy nhưng bản thân lại tay ngắn chân ngắn đỡ không lên được không khỏi than thở Úi, ta nhất thời sơ suất rơi vào bẫy dập đạo thần nếu không phải vừa rồi chạy vào linh thai ý thức cũng sẽ không thanh tình trở lại người đứng lên đi ta bảo thủ tự phú cho rằng cả đời chính mình không đua kém mất luận kẻ nào kết quả chúng phải bẫy dập đạo thần cấu thần cũng bị khởi nguyên phong ấn suốt 10 vạn năm trận chiến phục khi thần tộc diệt tuyệt kia ta đã bỏ lỡ tạo thành sai lầm thật lớn hơn nữa hắn lộ ra thần sắc bối rối nói năm xưa phục mân đạo tôn đã làm rất nhiều chuyện khiến cho đạo giới cảm giác được uy hiếp ta bị đại đạo đạo giới khống chế cũng chẳng hạ giới đối nghịch với hắn ta. Trung Nhạc trầm mặc một lúc sau mới nói. Chuyện cũ trước đây đã được định trước rồi, không thể sửa đổi. Lão Tổ Tông không cần ái nấy. Lão Tổ Tông là sau khi chạm vào linh thai kia, thần trí đột nhiên thanh tỉnh trở lại, thoát khỏi bẫy dập đạo thần hay sao? Cũng không phải là hoàn toàn thoát khỏi, chỉ là tạm thời thanh tỉnh mà thôi. Nhưng ta đã nhân cơ hội đấy, lập tức phong ấn một cố ý thức của chính mình, tránh cho bị đám người khởi nguyên phát giác. Đợi sau khi bọn họ đi rồi, ta mới đưa có ý thức này của chính mình tới đây. Tiểu Long lôi trạch nói, thần đạo thần của ta vẫn còn bị đại đạo khống chế, không thể hành động tự chủ. Mấy dập đạo thần quả thật lợi hại. Trung Nhạc chấm ngâm nói, ngày đó hậu thủ nương nương đưa tử trúc tới hạ giới, nói ta cứu nàng, ta vẫn luôn nghĩ không ra biện pháp phá giải bẫy dập đạo thần. Nhưng nếu đại đạo lân hồi có thể phá giải bẫy dập đạo thần, vậy ngược lại có thể thử một lần. Hiện tại, hai mảnh linh thai đều đã có chủ, một mảnh trong đó rơi vào trong tay khởi nguyên đạo thân một mảnh còn lại rơi vào trong tay của đại tư mệnh tiểu long lôi trạch nói hắn đặt cược hai cửa vô cùng khôn khéo khởi nguyên và đại tư mệnh cũng không dám động tới hắn ta cho nên cả hai đều có thể xài được có thể không chết dưới một đao kia của ta không hổ là tồn tại do đại đạo luân hồi trong luân hồi đạo giới sinh ra mà trung nhạc tán thán một câu mỉm cười nói chỉ là hắn trúng một đao của ta cơ duyên bị ta cướp đi hiện tại lại tính sai vậy mà đi phân biệt đầu nhập vào đại tư mãnh và khởi nguyên tiểu thông minh không sai nhưng đại trí tuệ lại thiếu tiểu long lôi chạch thoáng gần người hỏi sao lại nói như vậy hắn đặt cược hai cửa hai bên đều cũng sẽ trọng dụng hắn ta vì sao lại là tiểu thông minh mà không phải là đại trí tuệ hắn một phân thành hai phân biệt đi theo khởi nguyên và đại tư mãnh đặt cược hai cửa cả hai bên cũng đều sẽ trọng dụng hắn thế nhưng cũng sẽ để phòng hắn Trung nhạc nhàn nhạt nói Hai bên đều lấy lòng Hai bên đều lấy không được chỗ tốt Hơn nữa một phân thành hai Thực lực cũng sẽ giảm xuống thật lớn Hiện tại hắn vẫn chưa xuất thế Nếu như cả hai chính mình Ở hai bên đều xuất thế Thì sẽ khiến cho khí vận của hắn Một phân thành hai Lại càng dễ dàng bị từng cái kích phá hơn Tách ra giết chết Hơn nữa hiện tại hắn đã chia làm hai cỗ linh thai Hai cỗ linh thai này mặc dù chưa là nửa cái Nhưng sau khi xuất thế Chính là hai cái sinh mệnh độc lập Trung Nhạc lắc đầu nói Hai tôn Luân hồi thánh vương Ta không tin bọn họ có thể bảo trì ý niệm đồng bộ Tư duy nhất trí được Tương lai ai là chủ ai là thứ Nghĩ muốn dung hợp lại Kẻ nào sẽ thôn phệ kẻ nào Từ điểm đó cho thấy Luân hồi thánh vương chỉ có thể Xem như là tiểu thông minh Không thể gọi là đại trí tuệ được Hai mắt của tiểu long lôi chạch nhấp nháy Nghiêm mặt nói Nhưng người cũng nhất định không thể xem thường hắn ta Lân hồi thánh vương có thể khiến cho ta Nhảy ra khỏi mấy dập đạo thần cũng có thể khiến cho bạch đế nhảy ra khỏi bẫy dập đạo thần lúc đấy thế lực của đám người khởi nguyên cũng sẽ tăng lên rất nhiều thân đạo thần của bạch đế chỉ có phân nửa hơn nữa chỉ tuân theo quy luật của đại đạo không có ý thức tự chủ lần trước tranh đoạt linh thai khởi nguyên đạo thần tứ diện thần đều đã xuất hiện duy chỉ có thân đạo thần của bạch đế là không hiện thân chính bởi vì thăm dò thánh địa luân hồi không nằm trong quy tắc của đại đạo cho nên bạch đế mới không xuất hiện nếu bạch đế nhảy ra khói bẫy dập đạo thần quả thật là khó giải quyết đấy trung nhạc do dự trong chốc lát rồi lên tiếng nói lão tổ tông lưu lại trong đạo giới hơn 10 vạn năm có biết khởi nguyên đạo thần rút cuộc là ai không khởi nguyên đạo thần trước giờ vẫn chưa từng hiển lộ ra chân diện mục nhìn bề ngoài giống như khởi nguyên thần vương nhưng lại có chút không giống khởi nguyên thần vương rút cuộc là có phải bị hắn nam toán hay không phục mân đạo tôn và hoa tư nương nương rút cuộc có phải từng đi thánh địa khởi nguyên hay không sự thật có phải giống như hoa tư nương nương đã nói đã nhìn thấy thánh địa khởi nguyên hoàn chỉnh không hề nhìn thấy thi thể của khởi nguyên thần vương hay không nếu như khởi nguyên đạo thần thật sự là khởi nguyên thần vương vậy khởi nguyên thần vương bên cạnh đại tư mệnh thật sự là cấu thân của hắn hay sao khởi nguyên đạo thần là tồn tại đánh vào đạo giới nhục thân trở thành đạo thần không có rơi vào bẫy dập đạo thần tiểu long lôi trạch nói hắn và khởi nguyên hạ giới ai thật ai giá ta cũng không phân biệt được chung nhạc thở dài một tiếng xoa xoa mi tâm Tiểu Long Lôi Trạch tiếp tục nói: Khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần dự định tiến vào lân hồi đạo giới để cho Linh Thai hấp thụ đại đạo lân hồi, từ đó khiến cho lân hồi thánh vương sinh ra. Trung Nhạc mỉm cười lên tiếng: Cứ mặc kệ cho bọn hắn đi. Hai tôn lân hồi thánh vương không phải là chuyện xấu, một tôn lân hồi thánh vương mới là chuyện xấu kìa. Tiểu Long Lôi Trạch cao mày nói: hey, nghe quá tự tin rồi, không thể xem thường lân hồi thánh vương. Đại đạo lân hồi có thể khiến cho đạo thần tạm thời thanh tính tuyệt đối có khả năng không thể tin nổi. Ta cảm thấy hắn có thể tách ra, cũng có thể hợp hai làm một, hơn nữa hắn nói không chừng sẽ truyền thụ đại đạo luân hồi cho đại tư mệnh hoặc là đám người khởi nguyên đạo thần kia. Trung nhạc không chút để ý, mỉm cười nói: Tạo nghệ của ta trên đại đạo luân hồi đã rất sâu rồi, sẽ cùng với chư đế nghiên cứu đại đạo luân hồi. Tiếp qua vài năm nữa, ảo diệu của đại đạo luân hồi cũng sẽ bị ta trưởng khống, lúc đấy sẽ có thể giết vào đạo giới, cứu lão tổ tông và hậu thổ nương nương ra rồi đợi sau khi ta đánh vào đạo giới hai vị đều sẽ là đạo thần chân chính không còn bị đại đạo chế ước nữa cặp mày của tiểu long lôi trạch lại nhíu chặt hơn thủy trung vẫn không yên lòng ân cần dặn dò cẩn thận đại tư mệnh ngươi ngàn vạn lần không thể tin tưởng được hắn ngàn vạn lần không thể xem thực luân hồi thánh vương tốt nhất vẫn là ngăn cản hắn sinh ra trung nhạc cười ha hả lão tổ tông yên tâm ta tự có chừng mực tiểu long lôi trạch vẫn là không yên lòng nói 10 hey, vạn năm qua ta mặc dù bị đạo giới không chế nhưng dù sao cũng đã trải qua 10 vạn năm ở trên cảnh giới đạo thần thấm nhuần đủ lâu có rất nhiều tâm đắc lĩnh ngộ ta truyền thụ cảm ngộ đạo thần của ta cho ngươi nói không chừng có thể khiến cho tu vi của ngươi có chút tăng lên trung nhạc nhất thời đại hỷ vội vàng bái tạ tiểu long lôi trạch vội vàng né sang một bên không nhận bài lễ của hắn nghiêm mặt nói đại toại không theo họ ta cũng không theo họ của hoa tư tự lập môn hộ Bảo Hy tuy là con trai của yển Tư Thí, thế nhưng cũng không phải Yểm Tư Thí mà là Phục Hy Thí. Bọn họ đều có đại thành tựu có thể tự lập môn hộ được. Người hiện tại đã trở thành Thiên Hoàng Đế, Thiên Địa Chi Chú, có thể tự lập môn hộ. Thiên Hoàng Đế chí tôn, không cần bái ta. Dứt lời, hắn liền tế khởi tiên thiên quả thụ, đem cả ngộ đạo thần của chính mình trong 10 vạn năm này, không giữ lại chút nào hết thảy mà truyền lại cho Trung Nhạc. Thời gian thong thả, trong lúc bất trí bất giác lại là hơn 100 năm đi qua. Trừ đế tìm hiểu luân hồi đạo giới, phát hiện ra từng cái từng cái thể không bí ẩn trong luân hồi đạo giới. Trong đám thể không bí ẩn này ẩn chứa lực lượng luân hồi kỳ dị, quy tắc đại đạo trong đó bất đồng với ngoại giới. Mà đám vũ trụ bột khí kia lại càng thần kỳ, quy tắc của mỗi một cái vũ trụ đều là tự thành hệ thống luân hồi, đáng giá để nghiên cứu cả đời. Về phần Tương Vương và Tiểu Long lôi trạch cho tới hiện tại vẫn là trạng thái vừa mới ra đời. Trung Nhạc vẫn chưa để cho chư đế trợ giúp bọn họ mở ra đại đạo luân hồi khiến cho trong lòng hai vị tồn tại đều nghi hoặc không thôi trong hơn một trăm năm này trên thạch đài của đại tư mệnh bộc phát ra thần quang nồng đậm khôn cùng luân hồi thánh vương sinh ra lại qua không bao lâu một tôn luân hồi thánh vương khác cũng được sinh ra bị khởi nguyên đạo thần tiếp dẫn vào trong đạo giới thời điểm hai tôn luân hồi thánh vương xuất thế dẫn động vạn đạo triều bái vô cùng long trọng đại đạo của lục giới đều bị dẫn động phát ra quang mang chói mắt đạo hà kéo dài ức vạn dặm đạo quang rọi sáng đại thiên thể không của luân hồi trung nhạc xuất lĩnh chư đế và vô số đế quân tạo vật chủ đánh cướp cơ duyên thành đạo của hai tôn lân hồi thánh vương nửa đường giành được rất nhiều hào quang đại đạo luyện hóa sau khi giành lấy được đại tư mệnh lại đánh cướp của khởi nguyên đạo thần chọc cho một đám thần vương dưới chứng đại tư mệnh phi thường phẫn nộ mà khởi nguyên đạo thần cũng hận tới mức nghiến răng nghiến lợi một ngày này trung nhạc mời tương vương và tiểu long lôi trạch tới mỉm cười nói hai vị mời ngồi tiểu long quy tương vương và tiểu long lôi trạch nghi hoặc không hiểu ý của hắn bốn chân của tương vương chống đất mỉm cười lên tiếng ta hiện tại là trạng thái bản thế, làm sao ngồi được đây tiểu long lôi trạch thì vẫn quanh trên tiên thiên quả thụ mỉm cười nói chẳng lẽ người đã luyện thành đại đạo luân hồi rồi hay sao trung nhạc chỉ tay một cái đại đạo như dòng từ đầu ngón tay hắn bay ra chui vào trong cơ thể tương vương tiểu long quy kia nhất thời cảm thấy lực lượng trong cơ thể cuồng bạo gào thét quay cuồng giống như có phong ấn gì đấy đang ầm ầm đùng đùng nổ tung trả ngược lại lực lượng cho hắn hắn thẳng phất như rơi vào trong một trận rồi lại một trận luân hồi thời điểm hắn tiến vào luân hồi đạo giới đã trúng chiêu tự hồ đã trở lại trạng thái lúc mới xuất thế luân hồi đảo ngược nhưng hiện tại lại giống như thời gian đang chảy xiết luân hồi xoay chuyển vậy âm 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 một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới con long quy nho nhỏ đột nhiên biến thành một con quái vật to lớn khôn cùng, bốn chân trong đất phủ phục ở nơi đấy, bộ dáng vô cùng chật vật. Chung Nhạc cười ha hả một tiếng, đại đạo luân hồi khẽ chuyển chạy vào trong cơ thể của Tiểu Long lôi trạch. Đại đạo luân hồi vừa nhập thể, lôi trạch của thần rốt cuộc khôi phục lại như lúc ban đầu, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vừa rồi tương Vương chặt tay không kịp, thời điểm khôi phục nhục thân bị nhục thân khổng lồ của chính mình đè bẹp, mà hắn đã có phòng bị, không bị xấu mặt hai tôn thần vương hoạt động một chút thân thể lực lượng ngày trước trở về hai tôn thần vương đều cảm khái ngàn vạn ở trong luân hồi đạo giới không để ý chúng chiêu vậy mà khiến cho bọn họ đã chỉ hoãn thời gian 100 năm đằng đẵng mới khôi phục lại như lúc ban đầu nhất là lôi trạch của thần hắn bởi vì chuyện này còn đã bỏ lỡ trận đại chiến tại luân hồi đạo giới khiến cho hắn vô cùng tức hận. tinh thần của trung nhạc ma động truyền thụ cảm ngộ của chính mình đối với đại đạo luân hồi cho hai người hắn nói các người đã chỉ hoãn một năm tu luyện bất quá đã có lĩnh ngộ của ta đối với đại đạo luân hồi trong những năm qua đuổi theo người khác hẳn cũng không khó chỉ là các ngươi chỉ có thể tu luyện đại đạo luân hồi cảnh giới văn lộ đồ đằng gông xiềng của tiên thiên thần ma cực lớn ngoại trừ đại đạo hình thành chính mình là đại đạo tiên thiên gia nghĩ muốn luyện thành những đại đạo tiên thiên khác chính là khó khăn càng thêm khó lúc trước trung nhạc tu hú chiếm tổ chức chòe đã luyện hóa một bộ phận đại đạo tiên thiên luân hồi nhưng chư đế chư thần lĩnh ngộ tìm hiểu trong một năm này đều là biến tiên thiên thành hậu thiên dễ dàng cho lý giải. Đại đạo tiên thiên tìm hiểu được, chỉ cần gia nhập lý giải của chính mình sẽ lên từ tiên thiên biến thành hậu thiên. Nghĩ muốn từ hậu thiên biến thành tiên thiên, chỉ cần như lại năm xưa trung nhạc từ hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên sẽ có thể biết được trình độ khó khăn to lớn tới mức nào. Nhất là bọn họ tu luyện tới cảnh giới hiện tại, cách cảnh giới trung cực chỉ còn một bước nhỏ. Nghĩ muốn lại từ hậu thiên biến thành tiên thiên, trình độ khó khăn chỉ sợ không chỉ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Bất quá, cho dù là đại đạo đồ đằng của hậu thiên cũng không phải tầm thường bao quát vạn tượng có chỗ mà những đại đạo tiên thiên khác cũng không sánh bằng trung nhạc cũng đạt được một bộ phận tiên thiên luân hồi một bộ phận hậu thiên luân hồi vẫn chưa hoàn toàn luyện đại đạo luân hồi thành đại đạo tiên thiên lôi trạch của thần lướt nhìn tương vương một cái truyền âm nói cảm ngộ đạo thần mà ta truyền thụ cho ngươi người đã tìm hiểu thấu triệt chưa trung nhạc lắc lắc đầu truyền âm trả lời Cảm ngộ đạo thần, sao có thể nhanh như vậy Sẽ có thể tìm hiểu thấu triệt được Bất quá tăng ngược lại Đã thăm dò được một chút toàn cảnh của cảnh giới đạo thần rồi Lôi trạch của thần truyền thụ cảm ngộ đạo thần cho hắn Hắn cũng đạt được khá nhiều Lôi trạch của thần là đạo thần của đại đạo lôi đình Mặc dù chỉ là đạo thần của một hệ đại đạo lôi đình mà thôi Nhưng tâm cảnh đạo thần cùng với sự trưởng khống Cảm ngộ đối với đại đạo của hắn Đều đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng Đạo thần kẻ không hiểu cảnh giới này Thì gọi nó là thần của đại đạo nhưng trung nhạc nghiên cứu cảm ngộ đạo thần phát hiện cảnh giới này hẳn nên gọi là đại đạo nguyên thần nguyên thần cũng chính là linh hồn đại đạo nguyên thần cũng chính là linh hồn đại đạo hết thảy thần ma bất luận là tiên thiên hay là hậu thiên bất luận là thần minh hay là đại đế lĩnh ngộ đối với đại đạo đều vẫn chỉ dừng lại ở mức vận dụng đại đạo cũng tức là dừng lại ở thần thông mà cảnh giới đạo thần thì lại bất đồng loại cảnh giới đại đạo nguyên thần này có thể khiến cho bọn họ trở thành đạo thần túy nhất là đạo chi tinh, đạo chi linh, đạo chi hồn, đạo chi thần. Mọi cử động của bọn họ đều là lý giải, đều là đạo lý. Mỗi một hành vi lời nói của bọn họ đều là thần thông. Mà thân là đại đạo nguyên thần, cử động của bản thân chính là đạo lý, chính là quy tắc đại đạo. Ý thức của bản thân chính là ý thức của đại đạo, đây mới là đạo thần. Đám đạo thần bọn hộ thổ nương nương, lôi trạch của thần, phương diện lý giải đối với đạo thần đều đã xuất hiện sai lệch, khiến cho bọn họ rơi vào bẫy dập đạo thần ý thức của bản thân không trở thành quy tắc của đại đạo trái lại quy tắc của đại đạo thay thế ý thức của bọn họ biến thành đạo thần khôi lỗi đây chính là nguyên nhân bọn họ rơi vào bẫy dập đạo thần dù sao kẻ thành tựu cảnh giới đạo thần này vẫn là quá ít năm xưa hậu thổ nương nương và lối trạch của thần đều là tự mình lục lọi lúc này mới tìm ra được con đường thành tựu đạo thần mở ra cảnh giới đạo thần này vì thế cho nên không thể tránh thoát được bẫy dập đạo thần cái này cũng là hợp tình hợp lý trung nhạc mấy ngày nay tìm hiểu phát hiện nghiên cứu sâu nhất trên cảnh giới đạo thần này sợ rằng chính là phục mân đạo tôn thân là tồn tại cường đại nhất năm xưa tâm cảnh của phục mân đạo tôn đã bước vào cảnh giới đạo thần này nhưng hắn là sinh linh hậu thiên không thể làm được giống như trung nhạc vậy nghịch chuyển tiên thiên bị nhục thân liên lụy khiến cho hắn không thể trở thành đạo thần nhưng hắn lĩnh ngộ đối với đại đạo nguyên thần cũng là thấu triệt nhất điểm này đã khiến cho hắn làm được thân ở bên trong đạo ở bên ngoài đạo hạnh của hắn đã là đạo thần nhưng nhục thân vẫn còn là đế cảnh dựa vào lĩnh ngộ siêu nhiên siêu cường đối với đại đạo nguyên thần phục vân đạo tôn đã đánh khắp thiên hạ không có địch thủ lúc đó hắn được cả địch lẫn ta đều tôn xưng là đạo tôn chính là vì nguyên nhân này đáng tiếc hắn không có nghịch chuyển tiên thiên rốt cuộc vẫn là đã già nua cuối cùng ngậm hần chết đi đã lưu lại tiếc nuối thật lớn đại đạo lân hồi có thể tránh được bẫy dập đạo thần có lẽ đây là thời cơ tốt nhất để hoa tư nương nương trở thành đạo thần đấy Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây đột nhiên có thần nhân báo lại nói Bệ hạ, đại tư mệnh xin cầu kiến Trung Nhạc đứng dậy, đi ra đại điện nghênh đón Hai người khanh chân ngồi xuống Đại tư mệnh cẩn thận quan sát Trung Nhạc, thở dài Uy nghiêm của bệ hạ, càng lúc càng trầm trọng Xem ra những năm qua tìm hiểu đại đạo luân hồi Đã có ích lợi không nhỏ Đại tư mệnh cứu được luân hồi thánh vương Chẳng lẽ luân hồi thánh vương không truyền thụ đại đạo luân hồi cho người hay sao Trung Nhạc mỉm cười nói đại tư mánh ở gần phật được ăn xôi trước đạt được so với ta hẳn là càng nhiều hơn mới phái. mà lần này đại tư mệnh tới đây không biết có dẫn vị thánh vương kia cùng tới hay không lúc trước chấm ngộ thương hắn trong lòng ấy nấy ngược lại muốn gặp hắn một phen nói một câu đắc tối đại tư mệnh cười ha hả nói lần này luân hồi đạo hữu không có tới đây lần sau nhất định sẽ khiến cho bệ hạ nhìn hắn một chút trung nhạc mỉm cười nói lần này đại tư mệnh tới đây là có chuyện gì vậy Đại tư mệnh khẽ nghiêng người về phía trước, mỉm cười lên tiếng. Bệ hạ, đạo giới dù sao cũng là phế tích dựng lên. Hiện tại có phải là đã tới lúc nên săn bằng giới cũ, lập giới mới rồi không đấy?" Trong lòng trung nhạc khẽ động, mỉm cười nói. Vậy còn lân hồi thánh vương, hắn một phân thành hay. Một đô lân hồi thánh vương của lại, liệu có thể làm lợi ứng được hay không đấy?" Đại tư mệnh mỉm cười nói. Cái này ta cũng không thể biết được. Bệ hạ, người đã đáp ứng ta muốn săn bằng đạo giới xây dựng đạo giới mới mong rằng bệ hạ không nên vi ước dù sao chúng ta cũng đã ký kết khế ước khốn đốn nếu như vi phạm trung nhạc cười ha hả đứng lên nói chấm sẽ không vi ước cũng sẽ không vi phạm lời thề đại tư mệnh cứ việc yên tâm bất quá san bằng đạo giới không phải tầm thường ta sẽ toàn lực xuất thủ cũng mong đại tư mệnh xuất thủ toàn lực đại tư mệnh đứng dậy nghiêm nghị nói bệ hạ yên tâm trận chiến này ta nhất định sẽ toàn lực cứng phó ta trở về chuẩn bị một chút chờ tiết lành của bệ hạ. Trung nhạc đưa tiễn xoay người lại lập tức triệu hồi ba ngàn sáu trăm vị đại đế, mấy vị thần vương đi tới nghị sự. Chư đế chư thần vương đều là hai mặt nhìn nhau có chút sợ hãi. Những năm gần đây lại có không ít tân đế được sinh ra, chỉ là xu thế đã không còn mạnh mẽ như trước đây vậy. Số lượng chư đế mới tăng lên không bằng được trước đây. Trung nhạc từng để cho văn quyền thư và thiên tiên nương nương thôi diễn đạt được kết quả ít nhất có một ngàn tôn tân đế trong lúc vô tình đã bị thần vương dưới trướng lại tư mệnh thôn phệ khiến cho trung nhạc vô cùng phẫn nộ san bằng đạo giới sao kim mô thần đế nói bệ hạ với thực lực hiện tại của chúng ta san bằng đạo giới chỉ sợ có chút khó khăn trong đạo giới có năm tôn đạo thần ừ, còn còn có luân hồi thánh vương cộng thêm đạo giới có được uy năng không thể dự đoán nghĩ muốn san bằng đạo giới chỉ sợ sẽ phải tử thương thảm trọng san bằng đạo giới hiện tại thời điểm hẳn là còn sớm một chút à ít nhất phải đợi thêm 5 vạn năm nữa kia. Hoa tư nương nương cũng nói, bệ hạ hẳn không nên nghe theo lời đầu độc của đại tư mánh. Đại tư mánh muốn ngươi hiện tại xuất thủ, chính là vì muốn chém thế lực của ngươi, khiến cho chư đế dưới chứng của ngươi táng thân trong trận chiến đạo giới này. Hắn dù sao cũng là thủ lĩnh của thời đại hắc ám trước đây, tâm tư giảo quyết, không thể không đề phòng. Lôi chạy của thần gật đầu nói, đúng là như vậy. Vân Quyển Thư không người lên tiếng, bệ hạ rất nhiều thần vương dưới chướng đại tư mệnh âm thầm đi săn tân đế ăn hơn một ngàn tôn tân đế luyện hóa đại đạo của bọn họ thôn phệ tu vi của họ thực lực của các thần vương dưới trướng hắn vô cùng thâm sâu khó có thể đo lường được trăm ngàn năm qua đã trải qua vô số lần đại chiến nhưng thần xem qua chiến tích của chư thần vương dưới trướng đại tư mệnh đều không có bất kỳ công tích gì cả có thể thấy được bọn họ đã ẩn giấu thực lực bệ hạ không thể không đề phòng trung nhạc nhìn về phía phong hữu trung phong hữu trung khẽ gật đầu một cái nói Luân hồi thiên cầu đã có thể sử dụng Trung nhạc mỉm cười lên tiếng Các vị không cần quá lo lắng đâu Chúng ta công kích đạo giới Chứ đế cũng không cần tiến vào đạo giới Có thể thi triển thủ đoạn từ luân hồi đạo giới Tiến vào đạo giới Chứ là đạo thần bên phía chúng ta mà thôi Ba tôn đạo thần Cộng thêm chấm và phong đạo tôn Chiến lực của năm tôn đạo thần Bên ngoài có chư đế từng trở Cộng thêm đại tư mệnh Đám người khởi nguyên thần vương Cùng với tôn luân hồi thánh vương kia Chiến lực cấp bậc đạo thần ít nhất có bảy tôn Bảy tôn đạo thần cũng không phải không thể săn bằng đạo giới được Chiến lực bảy tôn cấp bậc đạo thần sao Đám người đều thắng ngẩn người Không hiểu ý của hắn Trong lòng Vân Quyền Thư khẽ động Chợt tỉnh ngộ lại Nhìn về phía hoa tư nương nương Lộ ra nụ cười nói Chúc mừng Chúc mừng thủy tổ đại nhân Hoa tư nương nương nhất thời hiểu ý Trong lòng rung động Trần chưa nói Ta đã bị đoạt mất cơ duyên Trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không có thể trở thành đạo thần được hơn nữa lôi trạch đạo thần và hậu thổ đạo thần đều rơi vào bẫy dập đạo thần cả nếu ta mạnh mẽ trở thành đạo thần chỉ sợ cũng sẽ rơi vào bẫy dập trở thành trợ lực của đạo giới kia trung nhạc mềm cười nói thủy tổ nương nương yên tâm người cứ việc trùng kích cảnh giới đạo thần ta sẽ dùng thủ đoạn luân hồi khiến cho thủy tổ nương nương không rơi vào bẫy dập về phần hai tôn đạo thần lôi trạch và hậu thổ ta có thể cứu bọn họ nhảy ra khỏi bẫy dập không cần phải lo lắng tinh thần đám người nhất thể đại chấn nói như vậy bên phía chính mình quả thật có ba tôn đạo thần trợ trận cộng thêm thiên đế và phong đạo tôn chiến lực năm tôn đạo thần cũng không phải là không có lực đánh một trận trung nhạc đứng dậy cao giọng nói chư quân đạo giới cao cao tại thượng đạo thần đùa bỡn thần ma thế gian nô dịch thôn phệ chư đế xem chúng ta như lợn chó vậy hôm nay chư quân cùng với ta săn bằng đạo giới đánh đạo giới thành bình đĩa mở lại một tòa đạo giới mới tế luân hồi thiên cầu chư đế nhau nhau đứng dậy sau đó mỗi người hiện ra bởi đạo quang luân không ngừng xoay tròn từng sợi từng sợi đại đạo như rồng như mãng từ dưới bay lên phóng về phía một quả thiên cầu thật lớn ở trên thạch đài đó là luân hồi thiên cầu do trung nhạc tập hợp trí tuệ và lực lượng của chư đế chư thần vương mà luyện thành luân hồi thiên cầu này bao gồm toàn bộ đại đạo của lục giới thậm chí ngay cả một chút đạo lý của đạo giới cũng dung luyện vào trong đó là đại nhất trọng khí đương kim hoàng triều đã chư việt bất luận một kiện trọng khí gì do bất kỳ một triều đạo nào trong lịch sử luyện chế. Kiện trong khí trước giờ chưa từng có này được đại đạo của chư đế tế khởi, quả thiên cầu thật lớn đột nhiên âm ầm chấn động, vô số đạo văn ngoài mặt sáng lên, sau đó đạo văn nội bộ cũng tự động sáng lên, quả thiên cầu càng lúc càng to lớn. Thời điểm kiện trọng khí này được luyện chế, đại đạo luân hồi vẫn chưa triệt để được hình thành, nhưng chư đế đã dùng trí tuệ và lực lượng của chính mình chế tạo ra một kiện trọng khí, trí chỉ bảo, chỉnh hợp đại đạo của lục giới khiến cho đại đạo của lục giới trở nên thống nhất. Mà 100 năm trước, thời điểm luân hồi thiên cầu chuyển tới nơi này, chư đế cũng đã dung nhập lĩnh ngộ của chính mình đối với đại đạo luân hồi và trong đấy tế luyện 100 năm. Uy năng của kiện trọng khí hạo hãn này bị kích phát, uy năng đại đạo của lục giới chấn động, luân hồi đạo giới. Có áp lực này cực kỳ đáng sợ, thậm chí ngay cả thánh địa luân hồi cũng phát ra thanh âm nổ vang âm ầm, ầm đùng đùng, từng cái từng cái vũ trụ bọt khí trực tiếp nổ tung, bị lực lượng hào hãn trực tiếp săn bằng trước bằng thánh địa luân hồi cho chậm sắc mặt trung nhạc thản nhiên hạ lệnh xuống âm 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 luân hồi thiên cầu âm âm chấn động uy năng bàng đại bạo phát tòa thiên thiên thánh địa rộng lớn vô ngần tràn ngập vô số không gian luân hồi bí cảnh luân hồi to lớn trong lúc bất chợt bị lực lượng cuồng bạo vô biên trực tiếp nghiền nát san bằng đại đạo luân hồi xuyên toa trong tòa thánh địa này cũng bị chấn thành bột mịn không còn tồn tại trung nhạc rơi tên lên chỉ về phía đạo giới nói đánh xuyên nó cho chấm trên một nửa tòa thạch đài kia đại tư mệnh và đám thần vương bọn khởi nguyên nguyên nha đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng hạo hãn khôn cùng oanh kích tới còn chưa kịp làm ra phản ứng đã nhìn thấy đại đạo thánh địa luân hồi ở dưới thạch đài chật ba động cuồn cuộn bị cỗ uy năng vô lượng kia trực tiếp săn bằng đám thần vương nhất tề nhẹ dại ra ngây ngốc nhìn cỗ uy năng hỗn loạn hạo hãn kia chân tay lúng cuống không biết lên làm như thế nào cho phải mà bên cạnh đại tư mệnh một tôn thần vương trẻ tuổi, ngọc thụ lâm phong, trời sinh có 18 cánh tay, 16 khuôn mặt, mỗi khuôn mặt có 3 con mắt, 18 cánh tay mở ra, nâng luân hồi lục giới lên, mỗi 3 cánh tay chụp lấy một cái. Sở dĩ nói ngọc thụ lâm phong là vì tôn thần vương này quả thật giống như một cây ngọc thụ vậy, cánh tay giống như nhánh cây, luân hồi lục giới giống như tán cây. Trên thân thể hắn lạc ấn thiên địa tinh tú, âm dương ngũ hành, tư tượng bắt quái còn có những biểu tượng đồ đằng kỳ dị như hậu thiên, tiên thiên, thần ma, linh hồn, chuyển sinh, đạo thần. Hậu thiên là sinh linh hậu thiên, đại biểu cho sinh mệnh cuồn cuộn không thôi, là biểu tượng của ba ngàn lục đạo giới. Tiên thiên là tiên thiên thần ma, đại biểu cho lực lượng của đại đạo, là tranh đấu trong vũ trụ cổ lão. Thần ma là sinh linh hậu thiên tu thành cảnh giới thần ma, đại biểu cho quyền lực, là tranh đấu trong tinh vực tử vi. mà linh hồn thì đại biểu cho vĩnh sinh biểu tượng cho hư không giới chuyển sinh đại biểu cho tuần hoàn đại biểu cho khu lân hồi thứ bảy đạo thần đại biểu cho chữ cao đại biểu cho đạo giới thần tú thiên địa tụ tập trên một thân tôn luân hồi thánh vương này quả nhiên là chú tể thần ma trẻ sinh vừa mới xuất thế đã chỉnh khống khu luân hồi thứ bảy nắm chắc luân hồi lúc này luân hồi thánh vương nhìn thấy thánh địa luân hồi bị phá hủy 16 khuôn mặt không khỏi đại biến 16 khuôn mặt có kinh hãi có giận dữ có trắng bệch có đỏ bừng lại dám phá hư thánh địa của ta sao Tôn thánh vương này Cực kỳ phẫn nộ 16 khuôn mặt phát ra 16 loại thanh âm Có nam có nữ Có giả có trẻ Có thần có ma Có người có thú Đều không giống nhau Trung nhạc tập hợp lực lượng của chư đế Thô động luân hồi thiên cầu Mà chư đế gian gian khổ khổ suốt một hơn một ngàn năm qua Mới chế tạo ra Uy lực gấp ngàn vạn lần đế binh San bằng thánh địa luân hồi Nghiền nát đại đạo luân hồi thành bột mịn Cỗ lực lượng này căn bản không phải hắn có khả năng chống lại được Thánh Vương yên tâm, khôi phục đại đạo đơn hồi, đối với ta cũng không phải là không có khả năng. Sắc mặt của Đại Tư Mệnh cũng không khỏi vì lực lượng của luân hồi thiên cầu mà khẽ động, quay sang nói với luân hồi Thánh Đế. Thiên Đế khoe khoang thần uy là muốn thể hiện uy phong cho ngươi xem, cũng là cho ta nhìn. Vừa cảnh cáo ngươi cũng là cảnh cáo ta, hành động này mặc dù là bá đạo nhưng cũng có chút tính trẻ con, hành động theo cảm tình. Ta đạt được cào diễu của sinh mệnh, khôi phục đại đạo cũng không phải không có khả năng không cần đại tư mệnh nhọc lòng sắc mặt luân hồi thánh vương từ từ khôi phục lại bình thường một khuôn mặt trong đó lạnh nhạt nói đế nhạc không đạt được đại đạo luân hồi chân chính làm sao biết tạo diệu của luân hồi đây tòa thánh địa này không phải là hắn có khả năng hủy diệt được thánh địa luân hồi sẽ tự mình luân hồi trọng sinh đại đạo luân hồi cũng sẽ tự luân hồi trọng sinh trong lòng của đại tư mệnh khẽ động lướt nhìn hắn một cái luân hồi thánh vương hiện tại mặc dù cực kỳ cường hoành nhưng thực lực vẫn thua kém đại tư mệnh không ít cho dù hai thân hợp nhất cũng chưa chắc có thể sánh bằng được đại tư mệnh nhưng sự tinh diệu của đại đạo luân hồi lại khiến cho đại tư mệnh cũng không khỏi kinh ngạc tán thán trong lòng cũng sinh ra cảnh giác nếu quả thật như luân hồi thánh vương đã nói đại đạo luân hồi và thánh địa luân hồi đều có thể tự mình luân hồi trọng sinh vậy ngay cả hắn cũng không thể không cẩn thận đề phòng tôn luân hồi thánh vương này âm 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 uy năng của lân hồi thiên cầu một lần nữa bạo phát oanh kích đạo giới uy năng của một kích này so với một kích vừa rồi càng cường đại hơn trực tiếp đánh ra một cái thông đạo giữa đạo giới và lân hồi đạo giới hai cái không gian trọng điệp bắt đầu tương lên với nhau uy năng hào hãn của lân hồi thiên cầu xông thẳng vào đạo giới những nơi nó đi qua đạo sơn sụp đổ đạo hải bốc khơi đạo vân đạo lôi tan nát ngay cả khí hỗn độn cũng bị quét dọn đến không còn uy lực thật sự mạnh mẽ tới mức đáng sợ kiện bảo vật to lớn này tụ tập trí tuệ của chư đế lại có một đám thần vương như lôi trạch hoa tư thần hậu cản đô tương vương cũng tham dự vào nghiên cứu chế tạo tế luyện còn có phong Núi trung phong đạo tôn đẳng cấp này làm chủ đạo dung hợp lý luyện thất đạo luân hồi hơn nữa trung nhạc cũng thường xuyên tế luyện kiện bảo vật này nó là dùng trí tuệ đỉnh cấp nhất tài phú cao cấp nhất của toàn thể hoàng triều luyện chế mà thành uy năng uy lực cực mạnh có thể xưng là đệ nhất thần binh từ cổ chí kim năm xưa văn quyền thư đưa ra ý tưởng luyện chế luân hồi thiên cầu ý nghĩa của hắn là luyện chế ra một kiện bảo vật có thể diễn toán toàn bộ nhân quả thiên hạ giám sát hết thảy luân hồi nắm giữ hết thảy hướng đi của khí vận có thể trường khống chư thiên luân hồi luân hồi thiên cầu có được lực thôi diễn cường đại nhất chấn áp khí vận của hoàng triều bảo trụ địa vị thống trị của phục khí thần tộc đây chính là mục đích ban đầu của văn quyền thư nhưng trong quá trình nghiên cứu làm sao luyện chế đã có chư đế chư thần vương phong hữu trung và trung nhạc tham dự vào công năng của kiện bảo vật này cũng không còn giới hạn trong ba mục đích này nữa ngược lại khí vận nhân quả và luân hồi trái lại đã thành mục đích phụ công dụng lớn nhất chính là uy năng uy năng chấn áp hết thảy mặc kệ đối phương là tiên thiên thần ma hay là đạo thần hết thảy đều sẽ chấn áp nhất là phong hữu chung thậm chí còn điên rồ mất trí đánh thần thông đại nhất thống vào trong luân hồi thiên cầu để thăng uy năng của luân hồi thiên cầu lên tới cực hạn cố chấp nghĩ muốn chế tạo ra một kiện trọng bảo chí bảo hoàn mỹ vô khuyết đối với hắn nếu đã làm thì phải làm cho thật hoàn mỹ sau một kích mà luân hồi thiên cầu đánh ra này đạo giới đột nhiên chấn động kịch liệt tự mình chữa trị thông đạo giữa đạo giới và luân hồi đạo giới nhanh chóng khôi phục lại đột nhiên thân hình ba sáu vị đại đế đan sen chẳng chịt bố trải bố thành trận thế đạo giới thanh âm gào thét kinh thiên động địa vang lên đệ nhất đại thần thông đương đại đạo giải bùng phát uy năng quần cuộn, trùng kích vào trong trong đạo quá trình đạo giải tự mình chữa trị lập tức dừng lại đại đạo ầm ầm chấn động bị thần thông đạo giải phân giải mục đích của môn thần thông này sáng tạo ra chính là để đối phó với đạo giới đối phó với đạo thần hiện tại vẫn là lần đầu tiên bùng phát uy năng nhằm vào đạo giới cái thông đạo liên tiếp đạo giới và luân hồi đạo giới kia nhất thời ổn định lại màn trang diện này khiến cho sắc mặt của đám thần vương di chứng đại tư mệnh nhất thể đại biến cho dù là luân hồi thánh vương cũng không khỏi biến sắc mặc dù đại đạo luân hồi là loại đại đạo đại nhất thống đầu tiên nhưng đạo giải lại là thần thông đại nhất thống đầu tiên trong suốt mấy ngàn năm qua Cho tới hiện tại vẫn chưa có loại thần thông nào có uy năng có thể vượt qua nó được Hiện tại luân hồi thánh vương rút cuộc cũng đã nhìn thấy uy năng của loại thần thông này quả nhiên không tầm thường Hắn không khỏi lầm bẩm So với thần thông luân hồi của ta không biết ai cao ai thấp đấy Đúng vào lúc này Trung Nhạc dẫn người đi ra Cùng với đám người phong núi Trung, Tương Vương, Lôi Trạch, Hoa Tư, Thần Hậu, Cản Đô tiến về phía thông đạo Hắn cười ha hả nói đại tư mệnh thông đạo đã mở rồi đại tư mệnh và các vị đạo hữu cũng nên khởi hành đi thôi bệ hạ phân phó sao dám không theo đây đại tư mệnh cười ha hả bàn tay mở ra ngoại trừ luân hồi thánh vương ra đám thần vương còn lại nhao nhao leo lên lòng bàn tay của hắn đại tư mệnh nhìn về phía luân hồi thánh vương mỉm cười nói luân hồi đạo hữu mời đại tư mệnh mời đám người cất bước đi vào cái thông đạo to lớn kia Trung Nhạc nhìn về phía Luân Hồi Thánh Vương Chỉ thấy kẻ này tướng mạo thanh kỳ Bất đồng với đại tư mệnh Loại thần ma chỉ sinh bất luận góc độ nào cũng đều là chính diện này Tôn Luân Hồi Thánh Vương Trên phương diện cấu tạo nhục thân Hiển nhiên là không bằng được đại tư mệnh Cũng không bằng tứ diện thần Mỗi khuôn mặt của hắn không ngờ cũng đều không giống nhau Đều có đặc điểm riêng rất khó nhất nhất nói rõ Mà Luân Hồi Thánh Vương cũng đang nhìn về phía Trung Nhạc Thần sắc trên cả 16 khuôn mặt cũng đều bất biến Trung Nhạc mỉm cười nói Luân hồi thánh vương, lúc trước chấm có nhiều đắc tối, mong rằng thánh vương bao dung. Sắc mặt của luân hồi thánh vương khai biến, từng cái từng cái khuôn mặt, miệng cười mà lòng không cười nói. Bệ hạ chém ta thành hai mảnh, cướp đoạt thánh địa của ta, cướp đoạt cơ duyên của ta, hiện tại lại phá hủy thánh địa của ta. Chỉ vẹn vẹn nói một tiếng đắc tối, đã muốn khiến cho ta bao dung, không khỏi quá đáng rồi. Trung nhạc thẳng như nói, chấm bảo ngươi bao dung, ngươi liền thành thành thật thật bao dung đi, những cái còn lại không cần hỏi tới. 16 khuôn mặt của Lân Hồi Thánh Vương nhất thể cứng đờ, nuốt một trận oan khí trở về trong bụng. Không biết Lân Hồi Thánh Vương sinh ra có thánh dược hoặc là bảo bối bạn sinh gì hay không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. "chậm cũng không phải là mở ước thánh dược hoặc bảo vật gì của ngươi cả mà là phong độ tôn yêu thích nghiên cứu cho nên muốn hỏi mượn nghiên cứu mấy ngày. Luân hồi thánh vương không nói lời nào đột nhiên cảm giác được một cặp mắt đang nhìn chằm chằm chính mình vội vàng quay đầu nhìn lại đập vào trong mắt là một gã nam tử trung niên bộ dáng vô cùng hứng thú nhìn hắn khiến cho trong lòng của hắn không khỏi khẽ động có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm cực kỳ khó chịu đại tư mệnh lúc này mỉm cười nói bệ hạ phong đạo tôn luân hồi đạo hữu trời sinh bất phàm thời điểm sinh ra quả thật cũng có bảo vật bạn sinh phong ngữ trung càng cảm thấy hứng thú hỏi là bảo vật gì vậy lúc này bọn họ đã tiến vào trong đạo giới đúng lúc này chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn luân hồi tiên cầu thần uy hạo hãn từ một hướng khác đánh thẳng vào trong đạo giới san bằng mấy ngọn đạo sơn mặt đất cũng bị cày ra một cái khe thật lớn đúng lúc này chỉ nghe một tiếng trống vang lên một cái mộ cổ từ xa bay tới thùng thùng vang dội đại tư mệnh tế khởi sinh mệnh của thụ quất thẳng về phía mộ cổ kia hắn lên tiếng nói kiện bảo vật này không tầm thường ta chỉ nhìn thấy hình dáng của nó thôi không biết rõ công dụng có mấy phần tương tự với luân hồi thiên cầu của bệ hạ cũng có chỗ bất đồng gọi là tam diện luân Sao? Tam Diệu Luân ư? Trung Nhạc thoáng ngẩn người. Xa xa quang mang đột nhiên chấp động, lôi trạch đạo thần từ xa bay tới, ý đồ ngăn cản đám người, đột nhiên lại có một tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa truyền tới. Luân hồi tiên cầu lại bắn ra một cỗ uy năng oanh phá đạo giới. Là ba mặt luân bàn, có lạc ấn đại thiên thế giới. Đại tư mệnh chấn động sinh mệnh cổ thụ, bức lui mộ cổ, hắn mỉm cười ôn hòa. Nếu như bệ hạ muốn biết công dụng của nó, đợi sau khi gặp được đám người khởi nguyên đạo thần tứ diện thần sẽ biết liền thôi. Trung nhạc nhìn về phía Hoa Tư Nương Nương, Hoa Tư Nương Nương hiểu ý, lập tức phóng người nhảy lên, tách lôi đạo, lôi trạch đạo thần ra khỏi nơi này. Lôi trạch đạo thần và thần hậu Nương Nương cũng thẳng tắp bay lên, cùng với Hoa Tư Nương Nương đại chiến với lôi trạch đạo thần. ầm 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 ầm, uy năng của lân hồi tiên cầu một lần nữa ầm ầm đánh tới, trong đạo giới nhất thời lại có thêm một cái động lớn uy năng hạo hãn nầm bầm văng dội nhắm thẳng về phía xa xa vậy mà nó đánh xuyên đạo giới đánh ra một cái động lớn kính thưa quý vị khán giả thân mến tập ba trăm bốn mươi của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại